Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên Huấn Audio thông báo cái dòng mạch xúc điện B3 màu vàng chạy hai sò Saken là bên mình về được số lượng anh em nhé. Chỗ này là 20 chiếc rồi, 4 hàng nhân 5 anh em nhé. Cái thằng này thì anh em mình không lạ gì nữa rồi. Nó cho kích thước chiều cao là 28, chiều ngang là 22 và sâu vào khoảng 12,5 cm. Có nghĩa là nó có cái nguồn xuyến nó dựng lên anh em này, dựng lên nên mình cắt sâu một chút để cho nó dễ vào và nó thoáng. Sản phẩm sẽ có dây điện nguồn nhá, dây nguồn cắm vào đây này, cắm vào cái chỗ ba chấu này, dạng được cầm điện tháo rời này. Có dây da noa bát này, noa bát của nó đây anh em mình sẽ có dây đỏ và dây đen. Cái này thì mình đã ghép nhiều, anh em đánh được cho noa bát từ 190 và côn 76, đó, chạy hai sò Saken ở đây. Bên mình dựng rất nhiều con này với bát 30 từ 19 côn 76 hoặc từ 17 côn 76 rồi anh em nhá, ghép rất nhiều rồi, đánh rất khỏe ở bền luôn, rất khỏe vào bền. Cái này thì anh em mình cách chỉnh của nó thì đầu tiên anh em mình thấy có hai nút ở đây là bên phải, từ hai nút này này, nút bên này cho volume này, to nhỏ, nó PS đây là cắt cốt, body quizzer đấy ạ. Từ 40 hạt cho tới 150 anh em để thường để 12 giờ hoặc để chéo thêm một chút như này này. Đó. Càng chéo thì nó càng có lời anh em nhé. Để cho nó hay nhất thì anh em mình cắm tín hiệu từ cái vang cơ nhà anh em hoặc vang số, nó có đường súp ấy. Anh em cắm vào đó xong máy nai từ đường súp là đường vang xuống đây. Cắm vào đường nai ở đây. Và đây xem nút pha. Pha bật lên bật xuống to nhỏ đây. Đó. Với cái súp nhà anh em mà nó là đường súp mà có một cái đường canon thôi thì anh em mình mua cái chia dây một canon ra hai bông sen để cắm vào đây này. Đó. Hoặc anh em có thể cắm vào đường hai never invert ở đây này. Đó, đường in ở trên này. Hai cái bước này thì anh em cắm tín hiệu từ âm đi cái đường xuất ra loa ấy, hoặc đường đẩy xuất ra loa thì anh em cắm vào đằng này anh em nhé. Và đương nhiên là cái mức giá thì mình sẽ là bên Huấn nó luôn là luôn luôn công khai, luôn luôn là công khai với mức giá bán lẻ, một cái là 1 triệu bao ship anh em nhé, một điểm là một cái là bao ship. Cái sản phẩm này thì bên mình cũng không bán buôn mà mình chỉ bán lẻ vì nó cái biên độ lợi nhuận là thấp nên không bán buôn. Anh em nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với Huấn Audio để được tư vấn và mua bán. Chào anh em.